Trên ký ức chiến tranh trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn cuốn tiểu thuyết chiến tranh với tiêu đề đối chiến tác giả cựu chiến binh khuất quang thủy sau đây mời các bạn cùng nghe đối chiến tập 13 cuộc tiễn công căn cứ 31 của quân đội bắc việt đúng là đã bắt đầu vào nửa đêm hôm đó nhưng nó hoàn toàn không dễ ống như cách thì yếu tá huỳnh xuân thời hình dung đó không phải là một cuộc tập kích bất ngờ cũng không phải là một tiến công dồn dập tốc chiến tốc thắng như anh vẫn thường gặp, nó là thứ chiến thuật quái quỷ gì thì ngay trong đêm đó anh chưa hiểu được. Pháo địch bắn suốt đêm, lúc khoan nhặt lúc dữ dội nhưng không hề đứt cho tới tận khi trời sáng. Tiểu đoàn trưởng Tăng Xuân báo ra lệnh cho toàn tiểu đoàn không ai được rời công sự, sẵn sàng đánh chặn những cuộc tiến công dữ dội của bộ binh và có thế sẽ có cả xe tăng Bắc Việt tham chiến. Nhưng chờ đợi suốt cả đêm chẳng thấy có cuộc đột phá nào ngoại trừ trên các hướng phòng ngự đều báo cáo phát hiện có bộ binh địch thâm nhập ở ngoại vì các đại ý đội đều đề nghị cho xuất kích tuần tra để thăm dò và xua đuổi quân địch nhưng tiểu đoàn trưởng báo không cho phép bất cứ đơn vị nào thoát ly công sự để tránh bị sát thương bởi pháo binh địch và đề phòng mắc vào kế, dụ rắn ra khỏi hang của Bắc quân. Tới 4 giờ sáng, Trung ý Mùi Ngọc xong, Trung đội trưởng Trung đội một lại báo cáo về là anh em binh sĩ chốt các hòa điểm vòng ngoài báo cáo nghe thấy tiếng quân địch đang lịch kịch đào hấm hố gì đó. Chẳng lẽ bọn này đang đào hầm hào để bám trụ bao vây căn cứ của mình? Bán tin bán nghi, Thiếu tá Huỳnh Xuân Thời quyết định cùng với Trung úy Rong Bò ra tận nơi để tự minh kiểm chứng. Lợi dụng lúc pháo địch đang tập trung bắn vào trung tâm căn cứ, hai người rời khỏi tuyến giao thông hào cuối cùng, bỏ dọc theo con đường mòn tuần tra tiến ra phía lớp hàng rào bảo vệ vừa mới dựng thêm sáng hôm nay. Đó là lớp hàng rào thứ ba, được đặc biệt tăng cường riêng cho hướng phòng ngự chủ yếu của Đại đội B. Trên những hướng khác đều mới chỉ có được từ một đến hai lớp rào kém. Sự chậm trễ trong việc vận chuyển thứ vật liệu xây dựng căn cứ đơn giản nhất này từ hậu phương tới các đơn vị tiền duyên đã khiến đại tá lữ đoàn trưởng nổi khùng với viên thiếu tá chỉ huy tiếp liệu vào buổi chiều hôm nay. Ông đã hơi nặng lời khi nói rằng các ngài sĩ quan tiếp liệu đã kiếm lời từ mọi mặt hàng cung cấp cho quân đội nhưng có lẽ vì mặt hàng dây kém và bao cát để xây dựng căn cứ giã chiến lợi ích nên các ngài không mặn mà vì thế luôn luôn thiếu. Thực tế thì chưa chắc mặt hàng dây kém đã là mặt hàng quân tiếp vụ kiếm được ít lời lãi nhất. Theo như lời về ên sĩ quan tiếp liệu từng ngồi tù với anh ở khu trường giới vùng một chiến thuật thì mặt hàng kiếm được ít lời lãi nhất phải là bao ni lông bọc xác lính trận. Vì thế, mặt hàng đó không được các nhà thầu mặn mà. Các vị tướng lo vì việc tiếp vụ mới nghĩ ra cái trò yêu cầu một số nhà thầu trúng thầu những mặt hàng béo bở hơn phải hiến tặng cho quân đội mỗi tháng vài ngàn chiếc. Vì thế nên trong mọi thứ háng tiếp vụ thì thứ này là rẻ hơn cả. Binh linh mỗi khi đi trận đều được cấp phát thoải mái sau trận xài không hết cũng không thấy thu lại nạp về kho vì thế ở xung quanh các trại lính thế nào cũng tìm được những nhà chuyên mua lại bao xác dư do lính lén mang ra bán sau mỗi đợt hành quân người mua gom mặt hàng này có hai cách xử lý thứ hàng độc đáo đó cách hay nhất là được nhà thầu mua lại để quay vòng cho những người phải tiếp tục hiến tặng cách thứ hai tiêu cực hơn là xẻ ra can thành những tấm lợp lớn bán cho bà con làm đồ che nắng che mưa thiếu tá thời từng không ít lần được lính mời đi nhậu bao lúc đầu cứ ngỡ là được ai đó bao bữa nhậu, sau mới biết đó là nhậu tiền lính gom lại từ việc yược bán bao xác còn dư. Được nhậu như thế cũng còn hay, vì như vậy là đợt này lính chết ít. Sau trận không thấy có lính lén ra khỏi doanh trại bán bao đựng xác mới là điều gở. Mấy bữa trước khi buộc phải co cụm lại ở khu vực bản Alan hay, vì thiếu bao cắt đắp công sự, ủ. Súng, lính tiểu đoàn 6 của anh đã có sáng kiếm dùng bao dựng xác để chứa đất chất công sự. Thì sao, Lúc đó vì việc phải lo trước là tìm mọi cách mà sống sót, trước khi đã chết nằm ngoài đồi rồi thì còn lo gì đến thứ bọc thây. Trên đường bò ra hàng rào căn cứ, không hiểu sao thiếu tá Huỳnh Xuân thời bỗng dưng lại nhớ tới những chuyện ấy. Có thể là điểm gở trăng, không rõ, nhưng ngày mai, ngày kia nếu tiếp tục phải củng cố công sự trận địa mà thiếu bao cát, có lẽ anh cũng không kiêng kỵ gì mà sẽ tiếp tục dùng tới sáng kiến của binh lính tiểu đoàn 6. Thiếu tá áp tai xuống đất mà nghe, có gì đó kỳ cục lắm. Nghe ý ối thiếu ý, anh áp tay xuống mặt đất đẫm xương và ngay lập tức hỉ yếu ra mọi chuyện. Bỏ về thôi, phải báo cáo ngay chuyện này với thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Những âm thanh mà thiếu tá thời nghe được là tiếng đào đất gấp gáp khẩn trương của hàng trăm con người. Bắc Việt đang thực hiện một chiến thuật bao vây tiến công mà cha anh họ đã từng dùng để giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ. Thật thông minh. Nếu quân đội Bắc Việt chọn phương án dùng hỏa lực và xung lực ồ ạt à tiến công thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt khi căn cứ 31 tuy chưa kịp xây dựng thành một pháo đài nhưng cũng đã kịp hình thành một hệ thống phòng ngự liên hoàn, đủ sức ngăn bước hàng ngàn quân địch, chưa kể tới sự trợ giúp của không quân và mạng lưới pháo binh chiến địch của quân đội Việt Nam Cộng hòa vừa thi lập ở vùng này. Vậy là sẽ phải thi gan với chúng rồi. Thiếu tá Huỳnh Xuân thời nghĩ vậy và bỗng cảm thấy yên tâm hơn, biết được địch sẽ hành động thế nào dù sao cũng sẽ dễ dàng đối phó hơn. Lúc đó đã là 5 giờ sáng nhưng người vẫn còn tối vì trên cao điểm sương mù vẫn dày đặc. Thiếu tá tiểu đoàn trường Tăng Xuân Báo cũng vừa tỉnh giấc thì sĩ quan trực báo rằng có thiếu tá đại đội trưởng đại đội B xin gặp, anh vội vàng mặc quân phục rồi chui lên khỏi hầm. Có chuyện gì vậy thiếu tá? Bắc quân bắt đầu hành động rồi, thì suốt đêm qua chúng bắn pháo mà, nhưng chưa hướng nào thấy địch có ý định tiến công lên căn cứ của ta. Sẽ chưa có ngay một cuộc xung phong ào ải như thi yêu tá trở. Đâu? chúng đã chọn cách đánh khác. Chấm, vậy à, thiếu tá ngồi xuống đi, làm ly cà phê cho tinh tề ô đả. Nhé, thiếu tá Tăng Xuân báo gọi lính cần vụ pha cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh thiếu tá Huỳnh Xuân thời trên những chiếc thùng đạn pháo đặt ngay bên cửa hầm chỉ huy. Lính cần vụ cũng vừa đun xong cà phê, nhưng hai vị sĩ quan chưa kịp nhâm nhi thì tiếng súng cối. Tiếng lựu đạn và tiếng tiểu liên AK-47 bất ngờ nổ rền vang trên hướng phòng ngự của đại đội B. Chết cha, quân Bắc tiến công rồi sao chúng lại đánh vào lúc này nhỉ thôi tôi phải về đơn vị đá sẽ báo cáo lại tình hình với thiếu tá sau pháo địch bắt đầu bắn dữ dội đạn nổ trùm khu vực trung tâm căn cứ một lát sau tiếng súng vang lên khắp các tuyến phòng ngự ngoại vi thiếu tá huỳnh xuân thời vừa chạy lúc xúc dưới chiến hào để về đại đội vừa cảm thấy lo lắng địch đang tiến công trên tất cả các hướng chẳng lẽ mình lại suy đoán sai đại úy lê hoài ân đón đại đội trưởng ngay trước cửa hầm chỉ huy thiếu tá địch đang tiến công vào tuyến phòng ngự của trung đội 1. Lệnh cho tất cả hỏa lực của đại đội bắn chéo cánh sẻ chi viện cho trung đội 1. Đại úy cứ ở đây, tôi xuống dưới đó với anh em. Từ trời cao bỗng vang lên những tiếng rú rít giận người, rồi ngay lập tức những trái đạn pháo nổ bung ngay trước mặt. Một đoàn giao thông hào và mấy ụ súng của trung đội 3 trúng đạn. Tiếng binh lính la hét in ỏi. Đã có người chết, người bị thương. Đại úy, kêu anh em không được hoảng loạn, không được chạy lung tung tất cả phải bám chiến hào rời chiến hào lúc này là mất mạng ngay đó ra lệnh xong thiếu tá liền theo chiến hào liên khu lao thẳng về hướng đang rộ lên tiếng súng tiếng lựu đạn mẹ cha chúng nó đợi suốt đêm thì không thấy tới đúng lúc lính của mình đã mệt mỏi lại chủ quan tưởng rằng việt cộng chỉ ưa đánh đêm không mấy khi dám đột kích vào ban ngày nên bắt đầu lơi lỏng thì chúng nổ súng tiến công chơi trò bóp giái nhau không bằng đánh vô lúc này thì không quân coi như bất lực còn pháo binh cũng chỉ dám bắn vòng vo bên ngoài. Đúng là độc chiêu, một tốp lính cáng thương chạy ngược vô căn cứ, vừa nhận ra thiếu tá đại đội trưởng, một hạ sĩ quan hồn hển kêu lên. Thiếu tá, trung úy rong bị rồi, thượng sĩ hồi trung đội phó đang chỉ huy anh em chiến đấu. Thiếu tá thời lật tấm bạt trên cáng, trời cũng đã đủ sáng để anh nhận ra khuôn mặt xanh lét với máu của trung úy trung đội trưởng Bùi Ngọc Rong. Vừa cách đây vài mươi phút còn cùng nhau bò ra tận hàng rào ngoại vi, cùng áp tai xuống đất nghe tiếng định đào hầm vậy mà bây giờ cậu ấy đã thành người thiên cổ rồi đi liền sau anh vẫn còn bốn chiếc cáng thương nữa đưa anh em về bệnh viện giã chiến nói rồi anh ép người vô thành giao thông hào nhường đường cho mấy chiếc cáng đi qua mùi máu từ các thi thể những người tử trận bốc lên tanh nồng thứ mùi đã quá quen thuộc nhưng vẫn khiến anh dùng mình một luồng khí lạnh như dội từ lục phủ ngũ tạng lên thẳng tới đỉnh đầu khiến mặt mày anh say sầm muốn ói bằng một động tác vô thức anh rút chiếc khăn chặn sữa của con ra đưa lên mặt. Mùi sữa thơm nồng bỗng khiến anh sực tỉnh. Không được, mình phải cứng rắn lên chứ. Anh tự nhủ lòng mình như vậy rồi nhẹ nhàng cất chiếc khăn sữa vô túi áo trận rồi tiếp tục lao về phía trước. Tiếng súng đạn bỗng bất ngờ lặng đi cũng hệt như lúc nó bất ngờ bùng lên. Thượng sĩ đồng hồi, mặt sạm đen khói đạn, hớt hải chạy tới trước mặt thiếu tá đại đội trưởng. Báo cáo thiếu tá, địch tấn công bất ngờ không cả bắn pháo dọn đường nên anh em ở tuyến phòng ngự số 1 không kịp trở tay. Ba ụ súng và hơn 100 mét giao thông hào ở vùng ngoài mỏm ba đã bị địch chiếm. Trung úy trung đội trưởng đã tổ chức một đợt phản kích để chiếm lại nhưng không thành. Trung úy đã hy sinh trong khi chỉ huy xung trận. Tôi biết rồi, thiếu tá thời phủi tay, địch ngưng tiến công rồi, phải không? Vâng, thực ra chưa thấy địch quân tổ chức xung phong đánh chiếm tuyến phòng ngự thứ hai. Chúng tôi đã rút số anh em còn lại trên tuyến 1 về để củng cố lại thế trận. Đợi lệnh thiếu tá, nghỉ đi, để tôi nghe ngóng xem tình hình địch ra sao rồi ta sẽ tổ chức phản kích chiếm lại phần trận địa đã mất. 7 giờ sáng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 tổng hợp tình hình để báo cáo lên sở chỉ huy lữ đoàn. 3 trên 4 hướng phòng ngự của tiểu đoàn đã bị tiến công. Hướng phòng ngự của đại đội C và đại đội B đã bị địch chiếm mất tuyến phòng thủ vành ngoài. Hướng đại đội A còn tệ hơn địch đã vào tới trung tâm trận địa phòng ngự. Toàn tiểu đoàn có hơn ba chục binh sĩ tử trận và vài chục người bị thương. Địch đã dừng tiến công nhưng có vẻ chúng không rời khỏi trận địa. Thế là gió, bác quân đã chọn chiến thuật bao vây đánh lấn để tiêu diệt căn cứ 31 của lữ đoàn 3 nhảy dù. 9 giờ sáng, trời đã quang mây, trực thăng chiến đấu đã có thể vào trận. Lệnh từ sở chỉ huy lữ đoàn, tiểu đoàn 3 chuẩn bị lực lượng, cùng với xe tăng và pháo binh hỗ trợ, kiên quyết phản công chiếm lại những phần trận địa đã mất, bằng bất kỳ giá nào cũng phải đẩy quân địch ra khỏi căn cứ. Chương 9, 10 giờ sáng, trong căn hầm cá nhân chật hẹp của mình, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hải Đông nói như hét vào máy điện thoại. Báo cáo chỉ huy trung đoàn, chúng tôi đã đánh lui ba đợt phản kích của địch, giữ vững khu vực đầu cầu đã chiếm được đêm qua tại mỏm 3. Hiện giờ địch đang dùng súng cối trong căn cứ và gọi pháo từ các nơi bắn dữ dội. Đáng ngại nhất là đám trực thăng vũ trang bắt đầu quần thảo ngay trên đầu chúng tôi. Đề nghị cho các trận địa phòng không di, chuyển lên sát vành đai vây lấn để ghim đám trực thăng lại. Chúng đang hung hăng lắm, nếu cứ để chúng dùng đại liên 40 ly và rocket xỉa vào chiến hào thì ta có thể thương vong lớn. Tiếng trung đoàn trưởng đồng duy tiên vang lên điểm tĩnh. Được rồi, cứ bám cho chắc, động viên anh em đào hầm hào cho tốt và tiếp tục lấn rũi, càng áp sát địch càng hạn chế được hỏa lực pháo binh địch tôi sẽ cho điều lên thêm một vài khẩu đại liên và 12 ly 7 để đè đầu đám trực thăng vũ trang. Nhưng trước mắt, hãy dùng hỏa lực sẵn có trong đội hình tổ chức bắn máy bay trực thăng bay thấp. Không thể để nó soi vào tận chiến hào của mình được. Gió chưa, gió, thưa trung đoàn trưởng. Tốt, quân ông Thịnh cũng đã bám chắc mỏm bốn và đang rũi rất hăng. Bên ấy họ vừa hạ một trực thăng vũ trang đấy. Đừng để cái lão già dơ ấy qua mặt nhé. Đó là cách khích tướng quen thuộc của trung đoàn trưởng. Làm trợ lý cho ông bấy lâu nay, anh không lạ nhưng vẫn cảm thấy mình bị kích thích. Đúng là xưa nay tiểu đoàn 1 của Thịnh vẫn nổi tiếng là vua trong nhiệm vụ đánh địch trong công sự. Tiểu đoàn 2 do Hải Đông đang chỉ huy chỉ nổi tiếng trong vận động chiến đánh địch ngoài công sự. Lần này bỗng dương, cu tiên, lại giao cho tiểu đoàn 2 đột phá hướng chủ yếu. Hôm giao nhiệm vụ trên sa bàn, tiểu đoàn trưởng kiều bá Thịnh đã có ý lườm nguyết rồi. Nếu kèo này tiểu đoàn mình làm ăn không ra gì thì mai đây sẽ khó mà thay đổi được định kiến của cấp trên rằng, hễ cứ đánh địch trong công sự thì phải giao cho anh cả đỏ tiểu đoàn một lĩnh sướng. Tiểu đoàn trường Hải Đông vừa rời máy điện thoại thì chính trị viên đào sen lấp ló ở cửa hầm. Anh Đông, đại đội trường đại đội 6 Phạm Danh vừa bị thương, một mảnh pháo sượt qua đầu, vào phần mềm thôi nhưng mất khá nhiều máu, đưa cậu ấy về phía sau chưa, anh ấy không chịu tôi có nói ta chủ trương đánh vây lấn nên có thể trận đánh phải kéo dài vài ba ngày anh nên về phía sau để bác sĩ kiểm tra băng bó vết thương cho cẩn thận kẻo bị nhiễm trùng ngày mai lại lên chỉ huy đơn vị cũng được nhưng anh ấy kiên quyết xin ở lại tay này cứng đầu đấy để tôi lên đó xem sao nếu vết thương nghiêm trọng tôi sẽ phải dùng tới quân lệnh ép cậu ấy về pháo địch đang bắn dữ lắm bọn trực thăng vũ trang cũng đang quần đảo anh chưa nên đi vào lúc này tiểu đoàn trường chỉ lên trời Tôi đang định lên bàn với anh em cách trị bọn này đấy. Bên ông Thịnh vừa bắn rơi một trực thăng, tại sao chúng ta lại không thể chứ? Biết không thể ngăn được, chính trị viên liền sạn thêm. Anh cũng nên cẩn thận đấy. Được rồi, anh ngồi đây giữ liên lạc với trung đoàn nhé. Anh Toán vẫn đang bám đại đội 7. Cậu Lương khá đấy nhưng chưa có kinh nghiệm đánh địch trong công sự nên tôi đồng ý để anh Toán ở bên đó kèm cặp thêm. Có lệnh gì mới từ trung đoàn anh cho liên lạc lên đại đội 6 báo cho tôi nhé đường dây điện thoại lên đó đã triển khai xong, nhưng bị đứt liên tục vì đạn pháo. Hai cậu thông tin đi nối dây bị thương rồi nên tôi bảo thôi hãy cứ để đó, đợi ngớt pháo hãy tính. Tôi đi đây, nói xong, tiểu đoàn trưởng và một chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn lom khom chạy theo đường giao thông hào lên phía đại đội 6 đang bám trụ vây lấn. Đường giao thông hào từ tiểu đoàn lên đại đội 6 chưa hoàn chỉnh, nhiều đoạn mới chỉ được sâu dăm chục phân nên hai thầy trò phải bò để vượt qua. Lúc này trời quang, khả năng quan sát rất tốt nên đoạn giao thông hào từ phía sau lên các tuyến vây lấn lộ lộ phơi ra trong tầm quan sát của địch và trở thành mục tiêu ưa thích của tất cả các nòng pháo và đám trực thăng vũ trang đang gầm rú trên đầu. Khi hai người vừa cơ động được vài chục mét thì pháo địch tới tấp bay tới nổ tứ phía. Một trái đạn pháo 105 rơi trúng vào đoạn giao thông hào ngay trước mặt họ. Sóng sung kích ập tới lùa theo đất đá, khói bụi và cả mùi thuốc đạn khét. Lẹt khiến hai người như nghẹt thở. Thủ trưởng có sao không? Không sao, đi thôi, đêm nay phải cho đào hoàn chỉnh đoạn giao thông hào này. Để như thế này thì việc vận chuyển thương binh về phía sau và đưa đạn dược, cơm nước lên cho bộ đội rất khó khăn. Tiểu đoàn Trường Hải Đông tự nhủ như vậy trong khi tiếp tục cơ động lên trận địa. Gần tới khu vực vây lấn của đại đội 6 thì một chiếc trực thăng vũ trang lao xẹt qua đầu họ, và liền ngay đó một chàng đại liên nổ lục bục dọc theo giao thông hào tiểu đoàn trưởng Hải Đông vừa kịp nằm bẹp xuống lòng hào tránh đạn thì nghe một tiếng kêu thất thanh ở phía sau. Ngoảnh lại, anh thấy cậu chiến sĩ trinh sát đi cùng với mình ngã vật trong lòng giao thông hào. Máu trên đầu cậu ta tuôn ra như suối, tràn cả xuống lòng đất. Từ phía trước có tiếng ai đó thét lên, nó vòng lại đó, bắn chi viện cho tiểu đoàn trưởng. ngẩng lên nhìn, tiểu đoàn trưởng thấy hai chiếc trực thăng vừa khép vòng. Liền đó là những loạt đạn tiểu liên, trung liên vang lên cả hai chiếc trực thăng vội hốt hoảng vọt lên. Một tên xả thủ súng máy ngồi bên cửa sổ trúng đạn rơi khỏi trực thăng, chơi vơi bơi trong không trung giữa tiếng hò reo dậy đất của chiến sĩ ta trên trận địa. Cảnh tượng hy hữu này khiến không khí đang căng như dây đàn trên trận địa như trùng xuống đôi chút. Đại đội trưởng Phạm Danh, đầu cuốn băng trắng, nhăn nhở cười khi thấy tiểu đoàn trưởng xuất hiện với gương mặt sạm đen khói đạn và bụi đất. Thủ trưởng thấy rồi đó, tôi ngồi trên này có khi còn an toàn hơn các thủ trưởng dưới đó chỉ cách địch có hơn trăm mét nên bom pháo của chúng nó cũng kiêng nể. Còn bọn trực thăng trước khi nhấn cò cũng phải nghiêng cánh chào bọn tôi cẩn thận. Tếu vừa vừa thôi, tiểu đoàn trưởng nhìn vào cái đầu cuốn băng của đại đội trưởng, nhắc. Địch nó đã gõ trúng đầu ông rồi mà chưa tỉnh sao. Tôi lên để áp tài ông về phía sau đấy. Chuyện nhỏ thôi mà, thủ trưởng, đại đội trưởng danh cười xòe xòa, lính của tôi cũng có vài đồng chí bị thương mà vẫn không chịu rời trận địa. Tôi là chỉ huy của họ, sao mà bỏ về phía sau cho được tiểu đoàn trưởng cũng biết rằng anh chỉ nói cho có lệ chứ thực tình anh cũng tin rằng phạm danh vẫn còn chỉ huy chiến đấu được nghĩ vậy nên anh thôi không nhắc chuyện ấy nữa mà kéo đại đội trưởng ra giao thông hào hướng lên phía trung tâm căn cứ địch quan sát rồi hỏi sáng nay địch tổ chức phản kích thế nào sáng nay địch tổ chức phản kích thế nào ba lần cả ba đều xuất phát từ phía đó có một lần chúng đã nhảy được vào giao thông hào của ta nhưng lập tức bị đánh bật trở lại 12 tên còn bỏ xác tại trận, trong đó có 3 tên chết ngay trên khu vực trận địa của ta. Chúng sẽ còn phản kích nữa đấy, cho anh em củng cố công sự trận địa thật chắc và tiếp tục đào lũy vào dãy ụ súng lớn kia. Đồng thời tích cực cảnh giới, bắn tỉa, không được để địch rảnh tay củng cố công sự trận địa. Vừa lúc đó, hàng loạt tiếng nổ đề pa của súng cối 81 ly vang lên. Đại đội trưởng danh hô lớn, chúng nổ cối đấy, vào hầm đi liền ngay đó là hàng chục quả đạn súng cối nổ tung dọc theo tuyến giao thông hào của đại đội. Phụ hòa theo là những phát đạn DKZ nổ đanh như bom, cầy tung từng đoạn giao thông hào. Tôi thấy hai khẩu DKZ rồi. Một chiến sĩ làm nhiệm vụ quan sát mỗi khi DKZ của địch bắn kêu lên. Bắn được không? Đại đội trưởng danh hỏi lại. Báo cáo, hơi xa một chút, nhưng B-41 thì có thể hạ nó được. Anh Bình đâu? Cho cậu doán lên đi. Tiếng truyền lệnh vang dọc theo chiến hào. Lát sau, xạ thủ Doãn và một xạ thủ phụ đeo đạn lúc xúp chạy lên. Khi tới trước hầm chỉ huy, đại đội trưởng danh liền kéo cậu xạ thủ phụ lại. Cậu không phải lên, Doãn, bắn một trái thôi. Chúng hay không cậu cũng phải lập tức lui xuống ngay. Lựa thế mà bắn, không, được thoát ly giao thông hào quá xa nhé. Em biết rồi, thủ trưởng. Doãn nói rồi chạy dọc theo chiến hào lên phía trước. Đại đội trưởng cũng nhòm dậy. Thủ trưởng cứ ngồi đây nhé tôi đi bố trí mấy khẩu trung liên bắn trực thăng, B-40, B-41 mà nổ xong là tụi này bu lại như đám bỏ hung ngay. 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy doãn bắn, có lẽ cậu ta đợi hai khẩu DKZ-75 của địch lên tiếng một lần nữa để xác định rõ mục tiêu rồi mới quyết định lựa thế hạ thủ. Quả đúng như vậy, hai khẩu DKZ của địch mới được tăng cường cho vòng phòng thủ ngoài cùng của chúng. Với ý đồ phòng đối phương có xe tăng hỗ trợ tiến công. Nhưng đợi mãi không thấy xe tăng của địch quân, mấy tên xạ thủ DKZ đâm ra ngứa nghề. Từ 9 giờ sáng đến giờ, mỗi khi những khẩu súng cối trong căn cứ bắn vào các đường hào vây lấn của đối phương, thì hai khẩu DKZ-75 cũng phụ hỏa thêm một vài phát đạn. Tuy bắn ít, nhưng phải nói uy lực của DKZ bắn gần rất đáng sợ. Sau mỗi phát đạn, một đoạn giao thông hào bị sới tung lên, nếu không may chúng hầm cá nhân thì khỏi phải nói, cả người lẫn vũ khí trong hầm sẽ bị thiêu rụi hoặc bắn tung lên trời. Nhờ trời, từ lúc ấy đến giờ mới chỉ có một căn hầm trúng đạn DK. Cậu Như, chiến sĩ của trung đội 1, đang trú trong hầm, đã bị một trong những viên đạn quái ác đó xé tan sát. Từ lúc đó, đại đội trưởng danh đã ra lệnh cho các chiến sĩ cảnh giới phía trước tích cực quan sát, phát hiện nơi địch đặt DKZ. Bằng mọi giá, phải diệt được mấy thằng danh này để trả thù cho cậu Như. Lại một đợt pháo kích dữ dội trùm lên khu vực trận địa vây lấn. Đó là những cụm pháo từ Bản Đông, từ căn cứ 31, từ khu vực cầu Cha Ki và cả từ căn cứ 30. Có vẻ như bộ chỉ huy hành quân của địch đã nhận thấy nguy cơ căn cứ 31 không đứng vững, và nếu vậy, cụm cứ điểm bản đông sẽ bị uy hiếp trực tiếp. Vì thế, địch bắt đầu tập trung chi viện cho căn cứ này. Không nghi ngờ gì nữa, sau đợt pháo kích này nhất định sẽ là một đợt phản kích quyết liệt để hy vọng giành lại những tuyến phòng ngự đã mất, đẩy bật lực lượng vây lấn của ta ra xa. Phụ hòa với pháo tầm xa, các trận địa hỏa lực trong căn cứ cũng bắt đầu lên tiếng. Những loạt đạn súng cối và DKZ đủ các cỡ bắn sen kẽ với những loạt pháo tầm xa. Trận địa vây lấn của đại đội 6 dung chuyển dữ dội, như đang nằm tại trung tâm của một cơn địa chấn, tưởng chừng bị nhấn chìm trong khói lửa và bụi đất. Xà thủ B-41 Cấn Văn Doãn nằm ở đầu mút tuyến giao thông hào vây lấn, cùng với trung đội trưởng Bình. Đây là điểm gần địch nhất, nhưng cũng chính vì thế mà pháo địch không dám bắn bừa bãi chỉ cần nhích lên hơn trăm mét là chúng có thể nện vào đầu quân nhà ngay. Trung đội trưởng Chu Bá Bình cố mở to đôi mắt cay xè vì khói đạn, nhô hẳn người lên để quan sát, cố gắng xác định một lần nữa nơi địch bố trí hai khẩu DKZ. Đây rồi, cái đuôi con cáo đã lòi ra. Doán, cậu nhìn thấy cái ụ súng tròn, to bè kia không? Đúng là nó rồi, tớ vừa thấy lửa đầu nòng từ đó lóe ra. Em bắn nhé, lấy đường ngắm đi, khi bắn, Cậu cố gắng lái lửa hậu sang bên trái để có độ tà âm, xa giao thông hào. Đợi địch bắt đầu loạt pháo kích mới thì bắn. Loạt pháo này địch cố điều chỉnh đạn rơi nhích dần lên sát tuyến phòng ngự ngoài cùng của căn cứ. Khói bụi và đất đá trùm lên cả khu vực phòng ngự của địch. Chắc chắn quân địch bên kia chiến tuyến cũng không dám mạo hiểm nhô đầu ra khỏi chiến hào để quan sát và cảnh giới. Xạ thủ Cấn Văn Doãn hiểu rằng đây chính là thời cơ để anh có thể nhô lên khỏi chiến hào mà bắn. Tuy vậy, nguy cơ bị sát thương cũng sẽ cao hơn. Nhưng không thể để lỡ thời cơ, Doãn quyết định đứng hẳn dậy, đưa súng lên vai, nhắm về phía mục tiêu. Gần như cùng lúc đó, từ lỗ châu mai của chiếc ụ súng đắp bằng bao đất, lóe lên một cụm lửa. Đúng là mày đây rồi, Doãn kiên quyết siết cò và ngay lập tức thấy, người mình giật nhẹ, viên đạn bay vụt tới mục tiêu, một cụm lửa bùng lên dữ dội, cái lô cốt bị hất tung lên, chúng rồi, lùi lại ngay, Doãn hai anh em vừa kịp nằm bẹp xuống lòng hào, tụt lùi được chừng chục mét thì đạn súng cối của địch tới tấp bay tới, một vài trái rơi trúng đoạn giao thông hào nơi doãn vừa đứng bắn. Khói sộc dọc theo giao thông hào khiến hai anh em ho sặc sụa. Mẹ nó, bọn này phản ứng cũng nhanh thật đấy, mình chuồn chậm một tí thì ra cám rồi, chui vào hầm ếch đi, chúng nó cay cú nên sẽ băm nát khu vực này đấy. Hai anh em mỗi người chui vào một cái hầm khoét kiểu hàm ếch dọc theo giao thông hào nằm thở một lát sau pháo địch chuyển làn hai anh em vừa chui ra khỏi hầm ếch thì đại đội trưởng danh bỏ lên các cậu không sao chứ chúng tôi không sao ạ à? doán bắn khá lắm từ bây giờ cậu đi với anh bình nhé lát nữa xà thủ phụ của cậu sẽ đưa đạn lên rồi đại đội trưởng quay sang nói với trung đội trưởng có dấu hiệu địch lại sắp phản kích đó lần này chắc chắn chúng sẽ nhằm vào hướng trung đội cậu đấy thủ trưởng yên tâm đi nhất định chúng tôi sẽ trụ vững đại đội trưởng chỉ vào con hào đang rũi về phía địch. Không được để chúng bám được đầu giao thông hào này nhé. Anh nuôi vừa đưa cơm lên, cho bộ đội tranh thủ ăn rồi vừa cảnh giới, sẵn sàng đánh địch, vừa cho đào thêm các nhánh chân rết sang hai bên. Có như vậy mới dễ đánh phản kích. Tôi để cậu doán lại cho cậu, nhưng chỉ khi nào địch tràn vào giao thông hào mới được dùng đến B-41. Chưa ngớt khói pháo thì một top 3, bốn chiếc trực thăng ầm ầm lao tới, nhằm vào các giao thông hào của quân ta mà bắn xối xả chiếc đi đầu táo tận xà xuống bay dọc theo giao thông hào đại đội trưởng danh hô lớn chúng ném lựu đạn đấy các xạ thủ trung liên nhằm trực thăng địch mà bắn tiếng trực thăng rít lên đinh tai nhức óc nhìn rõ những tên lính dù trên trực thăng thò đầu ra cửa khoang máy bay vung tay ném lựu đạn tới tấp nhưng cùng lúc đó từng tràng súng máy từ các ụ chiến đấu của ta vun vút bay lên đạn chạm vào thân trực thăng tóe lửa chiếc trực thăng đầu tiên buộc phải vọt lên Vòng ra phía sau dãy cao điểm. Một trái lựu đạn nổ sát ụ chiến đấu của một khẩu trung liên. Xà thủ bị thương, trung đội trưởng Bình lao tới, đỡ lấy súng, hét lên với xà thủ phụ. Băng bó cho cậu ấy đi, tôi sẽ bắn. Anh vừa kịp gác súng lên ụ thì hai chiếc trực thăng cùng lao tới. Những khẩu đài liên M40 trên hai chiếc máy bay cùng nhả đạn. Đạn găm chiêu chiêu dọc theo hai bên giao thông hào. Chiếc bay bên phải phóng ra hai trái rocket nhưng đàn bay vọt qua trận địa của ta, nổ bung trước hàng rào cuối cùng của địch, khiến một đoạn hàng rào kém gai bị băm nát, bay tung lên trời. Cám ơn, đỡ cho bọn tao mấy quả bộc phá. Trung đội trưởng Bình vừa nghĩ vậy vừa nhằm vào đầu chiếc trực thăng bên trái. Cái đầu đen chuỗi của nó to dần lên cho đến khi thoáng nhìn thấy thằng phi công trong cabin thì anh nghiến răng xiết cỏ. Mày chết này, loạt súng máy bắn trực diện ở cự ly gần quất thẳng vào chiếc trực thăng khiến nó như thoáng khựng lại trong giây lát rồi nổ bung như pháo hoa những cái canh quạt gãy nát vang ra khỏi, rồi vẫn đang đà lao xuống, nó cứ như vậy mà đâm thẳng nổ tung giữa căn cứ địch. Một cột khói đen nghi ngút bốc lên, tiếng bộ đội ta gieo hò vang cả trận địa, tốt trực thăng vẫn tiếp tục lao tới bắn phá nhưng không còn dám táo tận xà xuống thấp như vừa rồi nữa. Trung đội trưởng Chu Bá Bình Dơ nắm tay lên trời hét lên. Tao đố chúng mày dám xuống đây nữa đấy, tưởng ỉa vào đầu chúng ông mà được à, coi thường nhau vừa vừa chứ nhé. Đứng trong đoạn giao thông hào cách đó không xa, tiểu đoàn trưởng Hải Đông nghe rõ những lời đó liền phì cười quay sang nói với đại đội trưởng Phạm Danh. Thằng Bình nó đang chửi nhau với đám trực thăng, ông ạ. À, cuộc phản kích dữ dội, nhất của địch từ trong căn cứ 31 ra các tuyến vây lấn của tiểu đoàn 2 diễn ra vào 2 giờ chiều. Trước đó, cũng đã có vài đợt phản kích có tính thăm dò diễn ra trên hướng đại đội 6 và đại đội 5 nhưng địch đều thất bại. Tiểu đoàn 2 chưa mất đoạn giao thông hào nào, ngược lại, đại đội 5 còn thực hiện xung phong phản công, chiếm thêm được chừng gần 200 mét giao thông hào nữa ở tuyến phòng ngự thứ hai của địch. Với cuộc phản kích này, hướng đại đội 5 trở thành hướng đột phá sâu nhất trong toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch tại căn cứ 31. Tuy vậy, để giành được thắng lợi xuất sắc này, đại đội 5 đã phải chịu một tổn thất nặng nề, năm chiến sĩ đã hy sinh và đại đội trưởng Phùng Khắc Thiên đã bị thương rất nặng, phải rời trận địa. Nhận được tin này, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hải Đông vội vã sang ngay hướng đại đội 5 vì anh tin rằng nhất định địch sẽ không dễ dàng để mất một phần tuyến phòng ngự thứ hai, bởi vì tuyến phòng ngự này khá gần với khu vực trung tâm, nơi có sở chỉ huy của lữ đoàn dù ba. Con đường từ hướng vây lấn của đại đội 6 sang hướng đại đội 5 vô cùng gian nan vì có tới hàng ngàn mét sẽ phải di chuyển trên mặt đất trong khi địch hầu như không ngừng pháo kích xung quanh vành đai căn cứ. Khi biết tiểu đoàn trưởng quyết định sang hướng đại đội 5, Trợ lý tham mưu tiểu đoàn Vũ Hữu phê đã yêu cầu chính trị viên Đào Sen khuyên tiểu đoàn trưởng không nên sang đó vào lúc này vì đường di chuyển quá nguy hiểm. Nghe xong, chính trị viên nhún vai, liên lạc của đại đội 6 chạy từ trên đó về đây đã mất 30 phút. Bây giờ có cho người lên đó thì tiểu đoàn trưởng cũng đã đi rồi. Cứ kệ anh ấy thôi, cậu báo cáo lên trung đoàn vị trí mới của tiểu đoàn trưởng và cố tìm cách liên lạc với anh ấy nhé. Vâng. Tôi đang yêu cầu thông tin cố gắng khôi phục đường dây lên đại đội 5 và đại đội 6. Hy vọng một tiếng nữa ta sẽ có liên lạc với tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hải Đông vừa nhảy được vào chiến hào của đại đội 5 thì cuộc phản kích mới của địch đã bắt đầu. Lần này nó diễn ra dữ dội trên toàn tuyến. Chính trị viên Nguyễn Đình Hồng kéo tiểu đoàn trưởng vào hầm báo cáo vắn tắt tình hình đại đội. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, anh Thiên bị thương vào ngực, may mà viên đạn chưa trúng tim nhưng mất khá nhiều máu. Chúng tôi đã cho chuyển anh ấy về phía sau. Hiện tại, đại đội phó Vũ Dũng chỉ huy đại đội thay anh Thiên. Chỉ huy các trung đội vẫn nguyên vẹn, từ đêm qua tới giờ, đại đội hy sinh 7, bị thương 9. Thương vong thế là tương đối nhiều đấy. Vâng, nặng nhất là đợt phản kích lúc 12 giờ trưa, nhưng ngay khi pháo địch bất ngờ bắn nhằm vào đội hình quân của chúng, đại đội trưởng ra lệnh phản công. Tranh thủ lúc địch đang rối loạn, anh em ta đã lao lên nhảy vào giao thông hào của địch, đánh giáp lá cà chiếm được ba ụ súng và gần 200 mét hào. Anh Thiên bị thương vào lúc ấy, hiện giờ anh Dũng đang chỉ huy anh em ở trên đó. Trên đó có bao nhiêu tay súng?" Tiểu đoàn trưởng hỏi. "Trung đội 2 còn 22 người, chúng tôi đã tăng cường thêm một tiểu đội của trung đội 1 và đưa lên đó một khẩu đại liên." "Được rồi, tôi lên đó đây. Anh ở đây, nếu thông tin nối được đường dây thì báo về cho anh xem biết là tôi đang ở đây." Anh ấy sẽ biết cách báo cáo với trung đoàn trưởng nói rồi anh vẫy tay gọi cậu trinh sát tiểu đoàn. Ta đi thôi, biết không thể ngăn được tiểu đoàn trưởng, chính trị viên Hồng vội quay sang hầm bên cạnh, gọi cậu chiến sĩ liên lạc của đại đội rồi ra lệnh. Đưa tiểu đoàn trưởng lên chỗ anh Dũng, liên lạc viên đại đội là một chiến sĩ trẻ, mặt búng ra sữa. Nghe lệnh của chính trị viên xong thì cần nhằn, địch đang lồng lộn ra, lên đó bây giờ nguy hiểm lắm. Tiểu đoàn trưởng trừng mắt quát, cậu sợ thì chui vào hầm ếch mà ngồi, cậu liên lạc sợ tái mặt, lúng búng thanh minh. Tại em, lo cho thủ trưởng thôi. Rồi cậu vội sách súng lên, lách qua cậu trinh sát viên đi bảo vệ tiểu đoàn trưởng để đi trước dẫn đường. Thực ra cũng chẳng cần người dẫn đường vì tiếng súng, tiếng lựu đạn đã nổ ran ở hướng trước mặt, cứ theo giao thông hào mà lên là được. Tiểu đoàn trưởng đồng ý cho liên lạc của đại đội 5 đi cùng là vì sau khi nắm được tình hình trên đó, rất có thể anh cần chuyển ý kiến, nhận định của mình về tiểu đoàn để báo cáo lên trung đoàn khi ấy sẽ cần tới liên lạc viên chạy bộ vì chẳng hy vọng gì nhiều ở đường dây điện thoại khi bom pháo địch quần giữ thế này. Mấy anh em đi đến hết phần giao thông hào của đại đội thì tắc, không thể lên được vì hỏa lực địch ken dày trên mặt đất, trong khi từ đoạn này tới phần đường hào chiếm được của địch còn khoảng gần 200 mét chưa được đào thông. Cơ động trên mặt đất lúc này thì vô cùng nguy hiểm. Trung đội trưởng Trung đội 2 Trần Văn Kế đang chỉ huy anh em hối hả đào thêm đường xương cá để sẵn sàng đánh địch nếu chúng tràn qua được trận địa của Trung đội 1 thấy tiểu đoàn trưởng đến kế lom khom chạy đến giơ tay ngăn thủ trưởng lại thủ trưởng dừng lại ở đây thôi lên đó không an toàn đâu ạ à. cái cậu này đã lên chiến hào thì có nơi nào được coi là an toàn mấy cậu nuôi quân ở tít dưới kia mà còn chết vì đạn pháo của địch thì sao kế cười chỉ lên phía trận địa của trung đội 1. thủ trưởng cho anh em chúng tôi lên giúp trung đội một một tay đi chưa cần các cậu ấy sẽ xoay sở được thôi đánh trận kiểu này là phải gan đấu trí với địch, chứ đâu có phải cứ đông người là ăn. Nhiệm vụ của trung đội các cậu bây giờ là phải đào lấn cho khỏe, phải nhanh chóng thông chiến hào với trung đội một để hình thành thế vây, lấn, tấn, phá, triệt diệt theo tư tưởng chỉ đạo chiến thuật của trung đoàn. Tiếng súng vẫn rền vang trên chiến hào của trung đội 1. Chiến sĩ cảnh giới của trung đội 2 báo cáo đã nhìn thấy xe tăng địch từ trung tâm căn cứ tiến ra. Tiểu đoàn trưởng hỏi trung đội trưởng kế, đã bố trí phương án đánh xe tăng chưa? Rồi ạ, à, trung đội trưởng kế chỉ sang các đường xương cá đảo dọc theo trục giao thông hào chính chúng tôi có 3 khẩu B40 thì một khẩu đã đưa lên tăng cường cho trung đội 1, hai khẩu còn lại tôi bố trí hai bên đường xương cá. Ngoài ra, chúng tôi đã kịp chôn mấy quả mìn chống tăng trên cả hai hướng đó. Chúng nó vượt qua được hệ thống hỏa lực chống tăng của trung đội 1 đã là khó rồi. Trên đó có những 3 khẩu B40, một khẩu B41. Đủ chơi nhau với xe tăng địch, thủ trưởng ạ. À. Vừa lúc đó thì nghe từ trên trận địa trung đội một vang lên tiếng hò reo chen lẫn tiếng súng. Cậu chiến sĩ cảnh giới thét lên, một chiếc M41 cháy rồi. Tiểu đoàn trưởng quay lại ra lệnh cho cậu chiến sĩ liên lạc của đại đội 5. Cậu quay lại nói với anh Hồng, chỉ thị cho cuối 60 và cuối 82 tập trung bắn vào đám bộ binh bám đằng sau xe tăng. Ra lệnh xong, anh quay lại hỏi trung đội trưởng kế hỏa lực bắn thẳng của địch còn có thể quét tới khoảng đất chưa có giao thông hào từ trận địa của trung đội cậu tới chiến hào của trung đội một không. Trung đội trưởng kế chỉ về mé bên trái tuyến phòng ngự của địch. Cách đây một giờ ở đó còn một ụ đại liên bắn chéo sang thì khoảng không gian đó vẫn bị hỏa lực bắn thẳng của địch không chế. Nhưng sau đó B-41 của ta đã thổi tung nổ đi rồi thì về lý thuyết đạn bắn thẳng không còn không chế được khu vực đó nữa. Vì thế tôi đang cho anh em tiếp tục rũi lên nhưng nếu vượt qua khoảng trống đỏ hiện nay vẫn dỡ nguy hiểm bởi các xạ thủ phóng lựu, cố ý 61, 81 ly của địch vẫn canh chừng khu vực đó. Trung đội 1 vẫn chưa chuyển được thương binh về dưới này là vì thế. Tiểu đoàn trưởng quay lại vỗ vai cậu lính trinh sát, thể thì được, nhân lúc địch chưa dừng phản kích vào trung đội 1, chúng sẽ tập trung hòa lực vào hướng trước mặt. Tớ và cậu tranh thủ vọt, qua thật nhanh nhé, không thể ngăn tiểu đoàn trưởng, trung đội trưởng kế liền hô tay lên đầu, ra lệnh tất cả hỏa lực của trung đội chú ý, sẵn sàng yểm hộ cho tiểu đoàn trưởng, theo sau trung đội trưởng kế, hai người lúc đi khom, lúc bò theo tuyến giao thông hào anh em trung đội 2 đang đào rũi hướng về phía trung tâm căn cứ địch. Từ sáng tới giờ mà các cậu đã đào được từng này dưới làn hỏa lực địch thì giỏi đấy. Nghe tiểu đoàn trưởng khen, trung đội trưởng kế liền giải thích. May mà đất ở đây không rắn cho lắm, lại ít đá nên rũi cũng nhanh, tôi cho các tiểu đội lần lượt thay nhau lên rũi. Tiểu đội này rũi thì tiểu đội còn lại vừa nghỉ ngơi vừa cảnh giới sẵn sàng chiến đấu. Các tiểu đội lại chia thành ba tổ, một tổ rũi trên cùng, một tổ củng cố đào sâu phần rũi được ở ngay phía sau. Cứ rũi được 5 mét thì cho đào một hàm ếch, 10 mét cho đào một ngách xương cá. Người đào đầu tiên là nguy hiểm nhất vì phải nằm trên mặt đất dùng sẻng mà moi dần từng chút đất một. Khi còn khẩu đại liên phía bên trái kia khống chế thì lại càng nguy hiểm. Đàn của nó càng quét từng vuông đất một hai lính của tôi hy sinh vì chúng đạn đại liên của địch khi đang rũi vì thế bọn tôi phải dập bằng được cái hỏa điểm đó bây giờ thì ngon hơn rồi bảo đảm từ giờ tới tối là chúng tôi nối thông với trung đội một các cụ nhà mình khi đánh điện biên phủ thật tài tình khi đã phát minh ra chiến thuật này vừa bò dưới lòng hào giao thông chật hẹp tiểu đoàn trưởng hải đông vừa nghĩ vậy các chiến sĩ của trung đội 2 đang đào hào lấn rũi ép mình vào vách hào để nhường đường cho tiểu đoàn trưởng lên phía trước nhìn các chiến sĩ người đẫm mồ hôi lấm lem bụi đất và khói đạn anh vô cùng xúc động cố gắng nhé với tất cả mọi chiến sĩ anh chỉ biết nói có vậy vì nói với họ thêm bất cứ lời động viên nào anh cũng cảm thấy xáo rỗng những mét cuối của đoàn hào đang lấn rũi mới chỉ sâu chừng năm chục phân nghĩa là chỉ đủ che đạn cho bộ đội khi di chuyển trong tư thế bò người đang rũi ở đầu mút khi tiểu đoàn trưởng bò lên là tiểu đội trưởng nguyên khắc tôm khi nhận được lệnh truyền lên rằng tiểu đoàn trưởng đang lên anh cho các chiến sĩ đang đào bới phía sau mình lui trước rồi cũng vội ngừng công việc bò lùi lại chừng hơn chục mét nơi giao thông hào đã đạt tới độ sâu hơn một mét và đã có một hầm ếch rồi chui vào đó ngồi chờ để nhường đường cho tiểu đoàn trưởng khi bò qua cái hầm ếch tiểu đoàn trưởng liền rút bi đông nước đeo bên mình đưa cho tôm uống đi mồ hôi ra như tắm thế này chắc cậu khát lắm tôm đỡ lấy chiếc bi đông tiểu đoàn trưởng đưa cho ngừa cổ tu một hơi dài rồi khà một tiếng khoan khoái đã quá cơm nắm của anh nuôi đưa lên muộn lại cứng như đá, em giải rột nhá tạm một bánh lương khô nên khát nước quá. Cậu ta bỗng nhìn cái bi đông chầm chầm, thủ trưởng lấy cái bi đông này ở đâu đấy hả? À? Tiểu đoàn trưởng Hải Đông vỗ nhẹ vào vai tơm, đó là một câu chuyện dài, khi nào đánh xong trận này tớ sẽ kể cho cậu nghe. Bây giờ thì trả bi đông cho tớ để tớ còn đi chứ. Không, tiểu đội trưởng tơm bỗng nắm lấy tay tiểu đoàn trưởng, thủ trưởng phải cho em biết ngay về cái bi đông này. Tiểu đoàn trưởng khẽ cười cái thằng này kỳ cục thật, trong lúc đang bom đạn mù trời thế này mà lại muốn ngồi nghe chuyện cổ tích Hà. Chiếc bi đông này là của anh trai em, tôm bỗng thốt lên khiến tiểu đoàn trưởng sừng sốt nhìn chầm chầm vào người lính đang ngồi trong cái hàm ếch. Cậu là, em trai anh Thục à? Vâng, anh Thục là anh trai em. Anh ấy hy sinh năm 68 ở Bắc Quảng Trị, cuối năm 67, trước khi đi bê anh ấy có được về phép thăm nhà. Chính em là người đã khắc tên anh ấy khắc cảnh cây cầu đá ở quê em lên chiếc bi đông này cho anh ấy vào dịp đó. Tiểu đoàn trường Hải Đông bỗng nhoài người tới, ôm chàng lấy tôm. Gạch nối, thật bất ngờ quá, anh Thục là trung đội trưởng của tôi, anh em chơi thân với nhau từ ngày vào chiến trường. Tháng 5 năm 68, đại đội tôi giữ chốt ngã tư sòng. Quần nhau với bọn thủy quân lục chiến Mỹ mấy ngày trời. Hôm đó trời nắng nóng vô cùng. Bi đông của tôi không còn giọt nước nào nên bò sang hầm chiến đấu của trung đội trưởng để xin nước. Anh ấy đưa cho tôi cái bi đông này rồi bảo cậu mang về hầm mà uống. Chốt chỉ còn mấy anh em, mỗi người phải canh chừng một hướng kẻo địch nó ảo lên bất ngờ thì nguy đấy. Tôi mang cái bi đông này về hầm, vừa uống xong một ngụm nước thì pháo địch bất ngờ bắn dồn dập như mưa như gió. Thật không may, một quả đạn pháo 155 ly đã rơi trúng hầm anh thục nếu anh ấy không đuổi tôi về hầm của mình thì tôi cũng đã chết cùng với anh ấy rồi vì thế từ đó tới nay tôi luôn mang theo cái bi đông này bên mình tâm ngước nhìn tiểu đoàn trưởng nghẹn ngào đây là lần đầu tiên em được nghe kể về cái chết của anh trai mình thủ trưởng cho em giữ cái bi đông này được không ạ à? tiểu đoàn trưởng xoa lên mái đầu ướt đẫm mồ hôi và bụi đất của tâm được chứ tôi cũng rất vui khi được trao lại kỳ vật này cho em trai anh thục khi nào rảnh mình sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện về anh thục cậu đã biết anh ấy chết như thế nào nhưng quan trọng hơn cậu cần phải biết anh ấy đã sống và chiến đấu như thế nào thôi mình đi đây tôm bỗng chui ra khỏi hàm ếch em xin được đưa anh lên trên đó không hiểu sao anh lại không từ chối lời đề nghị của tôm đây là một quyết định mà anh sẽ phải ân hận suốt đời sở chỉ huy trung đoàn được đặt trong một cái hang nhân tạo bộ đội công binh 559 đảo để làm kho bí mật chứa hàng trong những năm đầu mở con đường Trường Sơn huyền thoại. Trưởng ban tác chiến Lê Hoài Dân là người tìm ra cái hang lý tưởng này khi cùng các chiến sĩ trinh sát trung đoàn đi tìm vị trí đặt sở chỉ huy cho trận tiến công vây lấn căn cứ 31. Cái hang nằm dưới chân một ngọn đồi trong dãy cao điểm không tên duỗi dài về phía nam, chỉ cách căn cứ 31 hơn 2.000m theo đường chim bay hội đủ mọi điều kiện để đặt một sở chỉ huy cấp chiến dịch chứ chưa nói là sở chỉ huy một trung đoàn. Khu vực làm việc của chỉ huy trung đoàn sẽ được đặt ở chính giữa hang, các bộ phận phục vụ và cơ quan bố trí trong các ngách hang, trung đội cảnh vệ và đại đội thông tin bố trí phía bên ngoài. Khi được trưởng ban tác chiến dẫn đến đây lần đầu tiên, trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên tỏ ra rất tâm đắc. Được lắm, không cần phải tìm đâu nữa. Đêm nay chuyển ngay sở chỉ huy về đây thôi. Làm sao mà cậu tìm được cái hang này? lê hoài dân nháy mắt cười nhờ dân vận thôi thủ trưởng ạ à, dân vận hả khu vực này chỉ có một hai bản lào từ hôm địch bắt đầu đổ quân sang dân họ đã di tản sạch cả rồi lấy đâu ra dân cho cậu dân vận hả thủ trưởng nhầm rồi dân họ chỉ sơ tán vào rừng thôi chứ không chạy xa đâu thủ trưởng còn nhớ hôm trước tôi kể về chuyện nhờ có ông cán bộ binh chạm chỉ đường mà trung đoàn mình tìm được kho đạn nên mới có đủ đạn đánh đến hôm nay không chính ông ấy tìm được một người dân lào có biết về cái hang cũ này rồi dẫn bọn tôi đến đây xem đấy. trung đoàn trưởng vui vẻ cười bố trí sở chỉ huy ở đây vừa gần mục tiêu lại vừa đỡ tốn công sức xây dựng sở chỉ huy mới cửa hầm ngoảnh về phía đông bắc ngược với hướng pháo địch bắn tới là bảo đảm yếu tố an toàn chiến thuật rồi sáng ngày thứ tư kể từ khi bắt đầu nổ súng vây lấn căn cứ địch ban chỉ huy trung đoàn ra lệnh triệu tập hội nghị quân chính tại căn hầm sở chỉ huy để phổ biến quyết tâm tiến công dứt điểm căn cứ 31. Sau 3 ngày đêm vây lấn, căn cứ 31 của địch đã hoàn toàn bị cô lập, tuyến phòng ngự vòng ngoài đã bị các mũi vây lấn của ta băm nát, địch tổ chức phản kích nhiều lần nhưng vẫn không thể đánh bật được bộ đội ta khỏi trận địa, hỏa lực và sinh. Lực địch đã bị hao tổn một phần, do bị ta khống chế chặt đường không nên việc tiếp tế lương thực, đạn dược và tài thương của địch bị hạn chế đến mức tối đa. Bộ chỉ huy chiến dịch của địch ở khe xanh cũng đã nhìn thấy nguy cơ căn cứ 31 có thể sớm bị tiêu diệt nên đã tung chiến đoàn 17 thiết sắp từ bản Đông theo đường 16 hành quân sang ứng cứu. Nhưng đội quân sắt thép này đã bị đơn vị bản chặn đánh tơi tả, phải vội vã rút về cố thủ tại bản Đông. Căn cứ 31 đã hoàn toàn bị cô lập. Thời cơ tiến công dứt điểm mục tiêu này đã đến. Nhận được lệnh triệu tập của trung đoàn tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hải Đông vội cùng chính trị viên Đào Sen và trợ lý tác chiến tiểu đoàn quyết định hành quân sớm khi trời còn mù sương để tránh phi pháo của địch. Hơn nữa, vết thương ở đùi vẫn chưa lành khiến tiểu đoàn trưởng không thể đi nhanh được nên phải trừ lùi một ít thời gian để khỏi đến hội nghị muộn. Anh bị một mảnh lựu đạn US của địch găm vào đùi vào buổi chiều hôm trước, khi quyết định mò lên tuyến vây lấn của trung đội 1, đại đội 5 để chỉ huy anh em đánh phản kích. Đó là đợt phản kích cuối cùng trong ngày của địch. Lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù ba dường như đã cảm thấy mũi lấn rũi này của quân Bắc Việt là đặc biệt nguy hiểm, giống như một mũi dao găm đã kẻ vào cuống họng của căn cứ nên đã dốc toàn bộ lực lượng dự bị trong căn cứ, bao gồm cả một chi đội xe tăng 3 chiếc M41, để tung ra một đòn phản kích quyết liệt vào khu vực này, quyết đẩy địch quân ra xa, khôi phục lại thế trận phòng ngự ban đầu. Cùng với ba chiếc xe tăng, chừng một đại đội địch được tung vào trận đánh, được ăn cả, ngã về không này. Vì thế, nó thực sự đã trở thành một trận ác chiến đẫm máu nhất trong ngày. Bên ta chỉ có trường ba chục tay súng gồm số quân còn lại của trung đội 2 và lực lượng tăng cường từ phía sau lên của đại đội, nhưng may mắn là anh em đã có đủ thời gian để củng cố hầm hào, ụ súng khá chắc chắn nên đã chống trả thành công. Có lúc địch đã tràn lên chiếm được một đoạn giao thông hào, nhưng rồi lại bị anh em ta đánh bật ra. Xác định nằm ngổn ngang trước chiến hào vây lấn của trung đội 1, Hai chiếc xe tăng đã bị bắn cháy ngay khi chúng vượt qua tuyến phòng ngự của địch, vừa bắn như vãi đạn vừa lao thí mạng sang trận địa của ta. Người bắn cháy một trong những chiếc xe tăng ấy chính là tiểu đội trưởng Nguyễn Khắc Tơm. Nhưng ngay sau khi bắn cháy chiếc xe tăng thứ hai của địch, Nguyễn Khắc Tơm đã anh dũng hy sinh. Tình huống xảy ra lúc đó còn in đậm trong tâm trí tiểu đoàn trưởng Hải Đông. Để yểm hộ cho xe tăng tiến công sang chiến hào đối phương, địch huy động tất cả các loại hỏa lực bắn thẳng và hỏa lực cầu vồng bắn trùm lên trận địa ta. Biết rằng xe tăng địch chuẩn bị xông tới, đại đội phó Vũ Dũng dẫn theo một xạ thủ B-41 bò lên điểm xa nhất của chiến hào vây lấn để chặn đánh. Ba xạ thủ B-40 cũng đã sẵn sàng ở ngay tuyến giao thông hào phía sau cùng tiểu đoàn trưởng, chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn và tiểu đội trưởng tôm của trung đội 2 vừa lên theo tiểu đoàn trưởng. Sau một trận mưa đạn pháo, đoàn giao thông hào này đã bị cầy nát, có đoạn bị san thành những cái hố lớn. Vì thế, khi chiếc xe tăng thứ nhất vừa lao lên thì đại đội phó và đồng chí xạ thủ B-41 gần như đang nằm trên mặt đất. Đạn đại liên và đạn phóng lựu của địch nổ tung tóe xung quanh. Đồng chí xạ thủ B-41 vừa bật dậy, chưa kịp bắn thì trúng đạn, ngã vật xuống. Xe tăng địch gầm rú kinh hoàng, tưởng chỉ trong chốc lát sẽ trồm qua hai người. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đại đội phó Vũ Dũng trồm tới, ôm lấy súng rồi bật dậy một tiếng nổ bùng lên, rồi một luồng chớp lửa màu da cam lao vút vào chiếc xe tăng địch. Nó khựng lại rồi nổ tung, tiếng nổ dữ dội của nhiên liệu và tất cả cơ số đạn trên xe khiến đất trời như tối sầm lại vì khói, bụi và đất đá. Vì bắn quá gần nên đại đội phó Vũ Dũng cũng bị vụ nổ hất tung về. Phía sau, nằm bất tỉnh, các chiến sĩ trung đội một vội lao lên khiêng anh về giao thông hào trước khi địch bên kia chiến tuyến kịp hoàn hồn để tiếp tục chút đạn về phía ta. Các xạ thủ B-40, chuẩn bị lên đánh xe tăng. Tiểu đoàn trưởng vừa ra lệnh thì một xạ thủ từ dưới lòng hào đứng bật dậy. Tôi xin đánh trước, được, lên đi, cẩn thận đấy. Nhưng cậu xạ thủ này vừa bò lên đến đoạn giao thông hào bị san phẳng thì trúng đạn, kêu lên. Tôi bị thương rồi, tiểu đoàn trưởng Hải Đông chưa kịp ra lệnh cho xạ thủ khác lên thay thì tôm đã bật dậy, la lên. Để em lên, nói rồi cậu ta dựa khẩu tiểu liên của mình vào giao thông hào rồi lao lên phía trước. Tôm, thấp người xuống. Tiểu đoàn trường thét lên, trong anh bỗng vụt lên một linh cảm chẳng lành. Tôm đã tới chỗ cậu xạ thủ bị thương, cậu ta nằm bẹp xuống bên cạnh người xạ thủ, lây hoay tìm vết thương nhưng chưa thấy, chỉ thấy máu trào ra ướt đẫm lưng áo cậu ta. Cố gắng đi, anh em họ sẽ lên đón, tớ phải thịt thằng M41 này, nếu không nó sẽ nghiền nát chúng ta mất. Nói rồi tôm vớ lấy súng, kiểm tra lại đạn rồi lựa thế đưa súng lên vai. Chiếc xe tăng thứ hai vòng qua bên phải chiếc xe bị cháy rồi lao tới đạn súng máy của nó cầy chiêu chiêu ngay trước mặt tơm. Có một cái gì đó vừa lao thút vào đùi phải đau nhói. Khi chiếc xe tăng đã lao tới tầm bắn, tơm định bật dậy, nhưng lập tức khuỵu ngay xuống. Không thể quỵ lúc này được, anh tự nhủ rồi cắn răng, dùng hết sức lực bật dậy. Trong giây khắc ngắn ngủi, anh thấy mình đối mặt với khối sắt thép đen xì đang lao tới. Anh nín thở, xiết cò, chiếc xe tăng bùng cháy, bánh xích của nó văng ra, nhưng nó còn quay tít một vòng rồi mới nổ tung. khi anh em đưa được tôm về chiến hào thì cậu ấy đã là đi, chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. anh đã bế tôm ngồi dưới lòng giao thông hào, cố lay gọi nhưng tôm chỉ hé mắt nhìn anh được một lần, gắng sức chỉ vào chiếc bi đông đeo trên mình rồi tắt thở. đó cũng là lúc bộ binh địch liều chết ảo lên. cuộc huyết chiến một mất một còn trên khoảng đất nhỏ hẹp trước hai chiến tuyến đã diễn ra trong khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Đó là một cuộc đối chiến xứng đáng giữa những con người dũng cảm nhất của cả hai bên. Đám lính dù này tuy không đạt được mục tiêu nhưng họ cũng đã lăn xả vào các anh như một đám hổ dữ. Hai xe tăng bị bắn cháy, 26 tên chết tại trận, chưa kể đám bị thương còn lê được về tuyến phòng thủ của địch. Đó là một thiệt hại đáng kể đối với một lực lượng tinh nhuệ chiến đấu phòng ngự trong căn cứ, luôn tự cho mình có ưu thế về hỏa lực. Đại đội 5 cũng hy sinh 7 chiến sĩ, bị thương 12 người trong đó có cả đại đội phó Vũ Dũng vừa thay thế đại đội trưởng Phùng Khắc Thiên giữ vai trò chỉ huy đại đội. Ngay đêm hôm đó, được sự đồng ý của trung đoàn, tiểu đoàn 2 đã quyết định đưa đại đội 7 do đại đội trưởng Lê Hiền Lương chỉ huy lên thay đại đội 5 làm nhiệm vụ tiếp tục lấn rũi, vây ép địch. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hải Đông bị thương vào những phút cuối của trận đánh phản kích buổi chiều hôm đó. Từ khi Vũ Dũng bắn cháy xe tăng địch và bị thương vì sức ép, anh trực tiếp chỉ huy lực lượng của đại đội 2 chiến đấu bảo vệ trận địa vây lấn tôi nói là chỉ huy nhưng khi trận đánh bước vào giai đoạn gay cấn nhất anh cũng phải trực tiếp chiến đấu như một người lính thực tế vào lúc đó mỗi người lính đều phải tự chỉ huy mình chiến đấu những tiếng hò hét ra mệnh lệnh của người chỉ huy chẳng còn ai nghe thấy nữa bằng tinh thần dũng cảm ngoan cường và kỹ năng chiến đấu của mình mỗi người lính đều phải tự tìm cách để sống sót và tiêu diệt được kẻ địch đang hùng hổ xông đến trước mặt mình và cũng có mục đích tương tự được cùng giáp chiến với bộ đội tiểu đoàn trưởng Hải Đông cảm thấy mình như đã tìm lại được cảm giác trận mạc mà đã từ lâu anh tưởng như đã lãng quên. Đó là cảm giác khi, được cùng hít thở bầu không khí dường như đã đặc quánh lại bởi khói lửa, bụi đất, bởi mùi thuốc súng, mùi xăng, mùi napan, bởi mùi máu, mùi mồ hôi của người sống và mùi tử khí bốc lên từ xác những người chết. Đó là cảm giác không gì thay thế được đến từ sự lo lắng, hồi hộp và cả sợ hãi đến nghẹt thở, là nỗi vui mừng khôn tả sau trận đánh khi biết mình đã chiến thắng và đã sống sót. Tất cả những thứ đó làm nên sự gắn kết bền chặt mãi mãi giữa những người từng là đồng chí, đồng đội, là chiến hữu. Nguyễn Khắc Tơm đã chết trên tay anh, chiếc bi đông của trung đội trưởng Nguyễn Khắc Thục lại trở về với anh như một món nợ giờ đã tăng lên gấp đôi. Bởi vì, mặc dù anh cũng đã bị thương, đã đổ một ít máu, nhưng anh vẫn còn sống sót. Trong đêm hôm đó, không hiểu vì vết thương đau tấy, hay vì bị ám ảnh bởi trận đánh buổi chiều và cái chết của tôm mà mặc dù được chính trị viên Đào Sen yêu cầu phải nằm yên dưới căn hầm kèo khá vững chắc của chỉ huy tiểu đoàn, anh vẫn không sao chợp mắt được. Trong rất nhiều điều mà anh ngộ ra trong cái đêm không ngủ được ấy có một điều khiến chính anh cũng cảm thấy ớn lạnh, trong những phút ác liệt của chiến tranh, người ta có thể quên đi mạng sống của mình, nhưng vì thế mà người ta cũng có thể quên đi mạng sống của rất nhiều người khác. Vì vết thương chỉ trúng vào phần mềm nên chỉ ngày hôm sau tiểu đoàn trường Hải Đông đã có thể đi lại được, nhưng dĩ nhiên, chính trị viên Đào Sen đã dùng quyền bí thư đảng ủy tiểu đoàn để yêu cầu anh không được lên trận địa vây lấn của các đại đội. Điều đó anh không sợ, thiếu gì cách để vượt qua quyền đáng yêu đó của một ông bí thư, nhưng ngoài quyền đó ra, Đào Sen còn có một con bài khác mà anh không thể không sợ. Anh ta dọa nếu anh không chịu nằm yên trong hầm chỉ huy mà dưỡng thương ít nhất là một ngày thì anh ta sẽ báo cáo lên trung đoàn để trung đoàn trưởng ra lệnh đưa anh về trạm xá tiền phương dưỡng thương. Nếu điều đó xảy ra thì chiến dịch này coi như đã chấm dứt với anh. Vì vậy, anh đành chấp nhận nằm dưới hầm qua một ngày, chỉ huy các đại đội trên trận địa vây lấn qua điện thoại và qua đôi chân của những chiến sĩ liên lạc. Nhưng bù lại, sau một đêm nằm yên, vết thương của anh đã xe lại, không còn sưng tấy lên nữa. Cũng may là ngày hôm sau, hình như địch cũng nản cái trò phản kích rồi nên các hướng vây lấn đều đỡ bận rộn hơn. Dành tay, các đại đội tranh thủ cho bộ đội mở rộng thêm chiến hào, đào thêm nhiều tuyến nhánh, rũi sâu hơn vào tuyến phòng ngự của địch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.